Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều trên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính như sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Khánh Hòa, dự án khu du lịch Ba Hồ cần được đẩy nhanh tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc đông đảo cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã trả lời giải trình rõ hơn những vấn đề cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri lần trước, như tình trạng luật khung, luật ống, tính ổn định của luật chưa cao, sớm phải sửa đổi bổ sung, tình trạng giáo dục chạy theo thành tích, thương mại hóa, ảnh hưởng chất lượng đào tạo, quy định về tuổi nghỉ hưu, hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội. Cử tri phấn khởi đồng tình cao với kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 12 đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm chủ tịch nước. Cử tri ghi nhận đánh giá cao phòng chống tham nhũng, lãng phí đã đạt kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm những hành vi thủ đoạn không chính đáng để vơ vét tiền của đất nước, nhân dân. Tuy nhiên, nhiều cử tri còn băn khoăn về việc kê khai kiểm soát tài sản, việc xử lý tài sản do tham nhũng mà có. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp sâu sắc, xác đáng của cử tri. Nêu nhiều vấn đề phong phú, đề cập đúng những vấn đề liên quan chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Tổng Bí thư hoan nghênh cử tri đóng góp nhiều ý kiến về công tác xây dựng luật, góp ý cụ thể vào các dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, luật công an nhân dân sửa đổi, luật chăn nuôi, luật trồng trọt, luật quản lý thuế sửa đổi, luật giáo dục sửa đổi. Tổng Bí thư ghi nhận các ý kiến của cử tri về việc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, biên soạn chương trình sách giáo khoa phù hợp, ổn định, tránh lãng phí, khắc phục tình trạng sản xuất lưu hành thực phẩm bẩn, thuốc chữa bệnh giả. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Nhật Bản lần thứ 10, hôm nay tại văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại dinh Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo vào 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Trong bầu không khí thân mật và tin cậy lẫn nhau, hai thủ tướng đã trao đổi ý kiến thực chất, bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp thực chất trên mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực. Hoan nghênh nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được tổ chức. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về các biện pháp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bước vào giai đoạn phát triển mới toàn diện và thực chất hơn nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Shinzo Abe vừa tái cử chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản, cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe, đất nước Nhật Bản sẽ ngày càng đóng vai trò tích cực tại khu vực và trên thế giới, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ ngày càng được tăng cường. Thủ tướng Shinzo Abe thay mặt Chính phủ và nhân dân Nhật Bản gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của hai nhà lãnh đạo vào việc phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh hiệu quả thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trang bị quốc phòng, quân y, an ninh mạng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân dioxin tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai nước theo tinh thần hai bên cùng có lợi, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, tạo điều kiện để hoa quả của hai nước vào được thị trường của nhau, trong đó có cam, táo của Nhật, vải, nhãn, vú sữa của Việt Nam. Trao đổi các biện pháp để thúc đẩy tiến độ một số dự án đang triển khai giữa hai nước,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng Abe cảm ơn và đánh giá cao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản và dự hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản, khẳng định chính phủ Nhật Bản coi trọng sự phát triển bền vững của Việt Nam và sẽ nỗ lực vì sự phát triển của Việt Nam thông qua thúc đẩy các dự án ODA và đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, nhất trí cùng thúc đẩy trao đổi hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi nhằm thu hút hơn nữa đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. Sắp tới sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực nhân lực y tế trong khuôn khổ sáng kiến sức khỏe châu Á. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai nước đang tiến hành các bước khởi động đàm phán hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và hiệp định chuyển giao người bị kết án, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động. Theo đó, Nhật Bản sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn nữa thực tập sinh Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản, đồng thời xử lý các công ty môi giới phái cử lao động hoạt động không lành mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Nhật Bản xem xét miễn thuế thu nhập và thuế cư trú cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản và tạo thêm thuận lợi trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho người du lịch Việt Nam sang Nhật Bản. Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai thủ tướng khẳng định hợp tác để đảm bảo thành công cho hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 10, cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ ASEAN Nhật Bản khi Việt Nam giữ vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN Nhật Bản giai đoạn 2018-2021, khẳng định quyết tâm cùng thúc đẩy để hiệp định đối tác toàn diện và xuyên Thái Bình Dương CPTPP sớm có hiệu lực, được thực thi, thúc đẩy các tiến trình thương lượng hiệp định đối tác kinh tế toàn khu vực, trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Triều Tiên và các vấn đề được quan tâm, ủng hộ nỗ lực của các bên nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề Biển Đông, hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất, hiệu quả và có hiệu lực pháp lý. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An vừa có buổi tiếp xúc với cử tri 7 xã vùng Trung, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội nên đề xuất xử lý nghiêm về tội phạm ma túy, trật tự xã hội, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng gian, hàng giả. Vấn đề phòng chống tham nhũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri đề nghị cần xem xét tăng mức xử phạt với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục hiệu quả hơn. Không bỏ sót đối tượng phạm tội, cần phải có chế tài mạnh hơn nữa, như thế mới ngăn chặn được nạn tham nhũng. Cử tri quan tâm về việc tinh giảm biên chế tại địa phương hiện nay, việc triển khai dân chủ cơ sở cần được thực hiện nghiêm túc hơn. Ngoài ra, cử tri Đức Hòa cũng có ý kiến về đoạn đường thuộc tỉnh lộ 825 gần ngã 4 chợ Xó Đo, thị trấn Hậu Nghĩa bị xuống cấp, rất mong được sửa chữa, nâng cấp để giúp người dân đi lại thuận lợi. Các vấn đề cử tri nêu đều được đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa giải thích đầy đủ theo cấp thẩm quyền. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giải trình thêm một số nội dung cử tri quan tâm xoay quanh về tình hình giá cả, thu mua nông sản, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, những nỗ lực phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp ý kiến để trình Quốc hội và các cơ quan liên quan giải quyết thỏa đáng cho người dân trong thời gian tới. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khai mạc hội nghị quan chức cao cấp nông lâm nghiệp ASEAN. Đây là hội nghị mở đầu cho chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40. Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 10 năm 2018, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị quan trọng: Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN cộng 3 lần thứ 18, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN Trung Quốc lần thứ 6 về giám sát chất lượng kiểm tra và kiểm dịch. Với vai trò là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40 và Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN cộng 3 lần thứ 18, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, trong nhiệm kỳ này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN để điều phối toàn bộ các hoạt động hợp tác của Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN với hơn 20 đối tác chiến lược của ASEAN. Tại Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40, các bộ trưởng dự kiến sẽ xem xét và thông qua 23 kế hoạch hành động hợp tác và các văn kiện tài liệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức năm 2018.
Trong 5 ngày diễn ra khóa học, các học viên được cập nhật kiến thức về công tác tổ chức, thảo luận, nghiên cứu sâu 9 chuyên đề, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Công tác cán bộ và chiến lược cán bộ trong giai đoạn hiện nay, một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới. Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng Tổ quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 12 và ngày 13 tháng 10 tới tại Hà Nội. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo tổ chức ngày 8 tháng 10. Diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 tại thành phố Hà Nội, tham dự đại hội sẽ có hơn 400 đại biểu là linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu. Đại hội lần này sẽ đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay về nội dung, phương thức hoạt động. Trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện đường hướng, đồng hành, hiệp thông, phục vụ mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đề ra. Trong phần tiếp theo của chương trình, phát động phong trào làm tình nguyện viên du lịch. Khánh Hòa, dự án khu du lịch Ba Hồ cần được đẩy nhanh tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến chủ trương thu phí tham quan làng hoa Sa Đéc, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các ban ngành có liên quan đã chủ động gặp gỡ với nông dân làng hoa nhằm lắng nghe ý kiến và giúp người dân nắm rõ chủ trương khai thác các dịch vụ tại làng hoa. Bên cạnh một số ý kiến còn tỏ ra băn khoăn, thì đa số nông dân đều đồng tình với chủ trương khai thác dịch vụ tại làng hoa. Một số hộ cũng đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng tháp hoa và cầu cảnh cũng như bố trí, sắp xếp lại hoa kiểng để phục vụ khách tham quan trong thời gian tới. Lãnh đạo thành phố Sa Đéc cho biết, việc khai thác dịch vụ làng hoa sẽ tiến hành từng bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Để khai thác tối đa lợi thế và tiềm năng du lịch, góp phần nâng cao giá trị hoa và tăng thêm thu nhập cho nông dân, cũng như để làng hoa Sa Đéc trở thành điểm đến lý tưởng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng cùng nhiều công trình, cụm tiểu cảnh và nhiều hạng mục khác. Lãnh đạo thành phố đề nghị nông dân trong làng hoa thay đổi phương thức sản xuất, tập trung sản xuất hoa theo công nghệ cao, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học. Hàng trăm bức ảnh ghi lại không khí thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954 đang được trưng bày tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2018. Triển lãm trưng bày hai chuyên đề chính, Ra đi hẹn một ngày về và Hà Nội ngày trở về, là những chặng đường gian nan của quân dân Việt Nam trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, với biết bao gian nan thử thách để biến lời thề sắt son đòi lại thủ đô yêu dấu, giải phóng đất nước và đoàn tụ với gia đình trở thành hiện thực. Để rồi trong những ngày tháng 10 của 64 năm trước, Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng thủ đô. Từ thời khắc trọng đại ấy, Hà Nội và cả nước đi lên với những bước chuyển mình quan trọng. Mỗi tư liệu, hiện vật, hình ảnh chuyên đề Hà Nội ngày trở về giúp khách tham quan hiểu hơn về ký ức một thời hào hùng của quân và dân ta trong giải phóng thủ đô. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30 tháng 1 năm 2019. Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ phát động phong trào học sinh sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách du lịch năm 2018. Đội ngũ tình nguyện viên này sẽ tập trung hoạt động tại các khu di tích, thắng cảnh, địa điểm tham quan tập trung đông khách trong nước và quốc tế. Thành viên của đội tình nguyện viên hứa hẹn sẽ trở thành những đại sứ du lịch, đại diện cho thế hệ thanh niên thời đại mới có tri thức, sức khỏe, kỹ năng, trực tiếp tham gia hỗ trợ và quảng bá du lịch, văn hóa, lịch sử tới du khách. Du lịch hiện là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Thuận. Hiện toàn tỉnh có 390 dự án du lịch còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư là 59.290 tỷ đồng và có 184 dự án đi vào hoạt động. Ngoài ra, các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ, đáp ứng được yêu cầu của du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía tây xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Ba Hồ là một điểm đến khá nổi tiếng, từng thu hút đông đảo khách địa phương đến tham quan, dã ngoại. Và để phát huy tối đa được tiềm năng sinh thái núi rừng tại đây, tỉnh Khánh Hòa đã cho phép một doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án để khai thác du lịch.
song dự án này đã chậm tiến độ đến 10 năm, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh. Đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất chế biến thực phẩm Thành Công thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của du khách. Dự án có diện tích khoảng 42 hectare với tổng vốn đầu tư 16 tỷ đồng. Cách đây 2 năm, chủ đầu tư tách pháp nhân mới là công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Hồ và điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay đã 10 năm, tiến độ triển khai dự án rất chậm. Ở đây về phía của du lịch Ba Hồ thì cũng đang cố gắng hoàn thành các cái hạng mục còn lại của cái giai đoạn 1. Nhưng mà phải thực tế cũng phải ghi nhận rằng là cũng có nhiều cái khó khăn, trong đó có cái khó khăn về thiên nhiên, về cơn bão số 12 của năm 2017 cũng như cơn cái nước lũ dâng cao của năm 2016 phá hủy một số các cái công trình cụ thể. Cho nên là chúng tôi đặt vấn đề là yêu cầu ủy ban có cái biện pháp hữu hiệu hơn. Vì mục tiêu của đoàn là làm thế nào để sớm khai thác các cái dự án du lịch chậm tiến độ. Tại phiên họp mới đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, vấn đề chậm trễ của dự án khu du lịch Ba Hồ cũng đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra chất vấn ngành chức năng về giải pháp xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án. So với cái thời điểm tháng 9 năm 2017 tới bây giờ, thì nhà đầu tư chỉ làm thêm có một cái tuyến đường nội bộ từ cổng dẫn đi vào giữa cái khu vực của dự án, còn lại thì cũng chưa có các cái hạng mục gì thêm. Thì sở kế hoạch đầu tư chúng tôi sẽ xử lý theo cái cam kết của nhà đầu tư, vi phạm tiến độ, giải trình về mặt nguyên nhân mà không có cơ sở, không được chấp thuận thì sở sẽ thực hiện theo cái thẩm quyền của sở là sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Có thể nói, cùng với dự án suối khoáng nóng Trường Xuân ở xã Tây Ninh và một số dự án khác, Ba Hồ là dự án du lịch lớn nhất của thị xã Ninh Hòa, được kỳ vọng sẽ tạo được bứt phá cho hoạt động du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội ở phía Tây Ninh Hòa. Tuy nhiên, Ba Hồ cứ mãi ngủ yên, tiềm năng du lịch nơi đây vẫn chưa được đánh thức. Mục tiêu thúc đẩy phát triển du lịch vùng lân cận thành phố Nha Trang, nhất là ở phía Bắc, vẫn còn dang dở. Thưa quý vị và các bạn, bán đảo Sơn Trà có hệ linh trưởng phong phú và đặc biệt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng du khách tới thăm bán đảo này đã mang theo thức ăn và có các hành động là tự ý cho động vật hoang dã ăn. Việc làm trên không những gây ảnh hưởng đến đời sống của các động vật mà còn gây ra nguy hiểm cho chính du khách. Đã thành thói quen, chỉ cần nghe tiếng động hay tiếng nói chuyện của một đoàn du khách nào đó, đàn khỉ này lại tràn xuống đường để kiếm đồ ăn. Dọc theo tuyến đường từ chùa Linh Ứng lên đỉnh bàn cờ của bán đảo Sơn Trà, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy và tiếp cận với các loài động vật linh trưởng như khỉ hay vọc trà vá chân nâu. Và có rất nhiều du khách đã dụ dỗ khỉ đến gần mình bằng các loại thức ăn. Hồi mà chưa cấm á, là họ mua chuối lên cho ăn, nhưng mà đấy hồi cấm là họ cũng chưa biết, họ cũng mua lên cho ăn, nhưng mà mình ăn cắn. Nhưng nhiều người là họ nói kia là thì khỉ ăn chuối mất chị chết. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để hạn chế nhắc nhở tình trạng du khách tự cho khỉ ăn, tuy nhiên, nhiều du khách vẫn chưa ý thức được sự ảnh hưởng từ việc làm của mình đến thiên nhiên. Hiện nay, ban quản lý sẽ phối hợp với doanh nghiệp để triển khai lắp đặt thêm một số các cái biển cấm, cũng như là sẽ có các cái công văn thông báo gửi đến cho các hãng vận chuyển cũng như các cái hãng lữ hành trong quá trình mà phục vụ khách thì sẽ lồng ghép vào để tuyên truyền và khuyến cáo cho khách là tuyệt đối không được sử dụng các cái thức ăn có sẵn của mình, và cho không chỉ là khỉ mà các cái loài động vật khi mà gặp được khi ở trên Sơn Trà trong cái quá trình tham quan của mình ở trên đấy. Theo các chuyên gia, việc du khách thường xuyên cho khỉ ăn trên đường lên tham quan bán đảo Sơn Trà đã khiến nhiều đàn khỉ thay đổi thói quen kiếm ăn và kèm theo nguy cơ lây bệnh giữa người và động vật khi tiếp xúc trực tiếp. Ngoài cái việc mà cho khỉ ăn dẫn đến lây nhiễm bệnh tật giữa hai loài này, thì còn có một cái ảnh hưởng, đó là cái ảnh hưởng đến cái thay đổi cái thói quen của động vật và thay đổi cả hành vi của con người. Tức là chúng ta cứ nhìn thấy khỉ, đáng lẽ chúng ta chỉ nhìn và giữ khoảng cách thôi, chúng ta lại tìm mọi cách để tiếp cận, và cái điều đó nó không tốt cho cả con người và tự nhiên. Để các loài động vật tại bán đảo Sơn Trà có thể phát triển một cách tự nhiên thì rất cần sự thay đổi nhận thức của du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà. Bởi trên thực tế, tại khu vực này đã từng xảy ra vụ việc khỉ tấn công du khách, khiến lực lượng chức năng phải di dời chú khỉ này sang một địa bàn khác.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại địa chỉ website truyền hình vov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!